Chào mừng các bạn đến với buổi channel nơi cập nhật các tin tức và những câu chuyện mới nhất để truyền tải đến các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Thiếu nữ 18 tuổi bị rạch mặt chằng chịt vì mâu thuẫn từ một năm trước. Theo lời kể của nạn nhân, một trong số đối tượng tham gia hành hung. Rạch mặt mình là bạn cũ. Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ việc thiếu nữ 18 tuổi bị ba phụ nữ lao vào đánh. Rạch mặt, cổ, tay vào đêm 20 bốn tại một chung cư ở phường võ cường nạn nhân được xác định là NTQ, SL 2001, quê Bắc Giang. Hiện cô gái này vẫn chưa hết hoảng sợ và đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh. Chị A, chị gái nạn nhân, cho biết, hiện sức khỏe của Quy rất yếu, mẹ chưa ăn uống được gì. Bản thân chị biết thông tin em gái bị rạch mặt trên Facebook. Ngay sau đó, chị và gia đình liền bắt xe xuống bệnh viện chăm sóc em gái. Nhìn vết thương chẳng chị trên mặt, trên người em. Tôi rất đau đớn. Không hiểu vì lý do gì, mà các đối tượng ra tay độc ác như vậy, chị A nói cũng theo chị a em gái mình đang làm việc tại thành phố bắc giang lúc xảy ra sự việc quy xuống chung cư của bạn ở phường võ cường bắc ninh chơi lúc này hai người bạn sống ở đây đi công việc riêng nên quy ở nhà một mình và bất ngờ bị ba người xông vào đánh trong đó người rạch mặt em gái mình là cô gái tên y giữa y này và em gái tôi chơi với nhau từ lâu từng về nhà tôi chơi mấy lần không hiểu mâu thuẫn thế nào mà y ra tay như vậy gia đình tôi rất bức xúc phẫn nộ mong đối tượng gây án phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật chị a chia sẻ còn theo lời kể của Quy, cô từng chơi với Y và khoảng một năm trước hai người xảy ra mâu thuẫn vì chuyện con gái xong chưa giải quyết tổn thỏa. Kể từ đó, hai người chưa từng gặp lại nhau cho đến ngày xảy ra vụ việc. Trước đó, vào khuya ngày 20 tháng 4, khi Quy đang ngồi chơi ở phòng trọ của bạn tại một chung cư có địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì có ba người phụ nữ xông vào đánh, tốn tóc, bị đánh bất ngờ và tốn tóc. Cô gái chạy vào trong góc bếp và vỡ được chiếc dao dọc giấy tìm cách chống trả. Lúc sau khi ba người phụ nữ giảng được chiếc dao, một phụ nữ tên y đã lao vào rạch nhiều nhát vào cổ tay và mặt quy sau đó quy được mọi người đưa đi viện điều trị và phải khâu 60 mũi trên cơ thể mâu thuẫn với vợ chồng đun lá ngón cho bà con uống ngày 23 tháng 4, ông hồ cao khải chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo yên tỉnh lào cai cho biết trên địa bàn xã xuân thượng vừa xảy ra một vụ việc thương tâm do mâu thuẫn gia đình bố đun lá ngón cho ba con đẻ uống khiến một cháu bé tử vong theo báo cáo nhanh về vụ việc khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 4, ông bản văn thắng ở bản ba thâu xã xuân thượng huyện Bảo Yên đã lấy lá ngón sau đó cho vào ấm đun rồi cho các con uống. Được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên nhưng do bị nhiễm độc tố nặng nên cháu Bản Thị Nhi, SN 2014, đã tử vong. Hai cháu Bản Thị Tuyết, SN 2012, và Bản Tuấn Hưng, SN 2015, do uống nước lá ngón ít hơn nên đã qua cơn nguy hiểm và vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Công an huyện Bảo Yên đã khám nghiệm tử thi và bàn giao cháu Bản Thị Nhi cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện bảo yên đã tạm giữ đối tượng bàn văn thắng để điều tra làm rõ một số nội dung liên quan theo điều tra của cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do bàn văn thắng có mâu thuẫn với vợ là chị đặng thị thuận theo đó dù gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có ba đứa con nhưng thắng không đồng ý để vợ đi chia sản sau nhiều lần tranh cãi mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết thắng đã lấy lá ngón về đun để đầu độc chính con đẻ